Vâng, dù có đi đâu cũng không thể quên quê hương xứ sở của mình. Và bây giờ mình thăm 36 phố phường rồi phải không? Bây giờ mình đi vô Nam được không? Rồi bây giờ mời quý vị vô Nam nha. Đi vào Nam, đi vào miền Trung với em đi hả? Ghé vào cầu Trường Tiền được không? Rồi xin mời quý vị cùng nghe một sáng tác của cố nhạc sĩ Duy Khánh, ca khúc Không 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 Nói Được. Bây giờ cho em một đoạn đi ha. Quý vị ơi, quý vị ơi, dễ thương quá nè. Biết gửi sâu về nơi mối.
bên ngự, ai về là về vẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.